No, ông chơi thế mạnh quá. Ai được 5 kill trước sẽ thắng, ai được 5 kill trước sẽ thắng. Trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để lại cho mình một like và nhớ chia sẻ video để ủng hộ cho mình nhé. Ngoài ra thì các bạn nhớ kích vào nút đăng ký và kích luôn vào cái chuông để không bỏ lỡ tất cả những video mới từ channel của mình nha các bạn. Còn bây giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Minecraft thử thách đường Duolicky Block. Và ngày hôm nay thì mình cùng với TL cũng như là Tô Gà sẽ chơi một cái tiếp tục chứ không phải là sẽ chơi, mà tiếp tục chơi cái mini game có tên là đường Duolicky Block. Và ngày hôm nay các bạn biết mình chơi cái thử thách gọi là Duolicky Block gì không? Đó chính là Duolicky Block Emerald. Tại vì có rất là nhiều bạn comment là anh ơi chơi thử Duolicky Block Emerald đi. Thì ok, ngày hôm nay tụi mình sẽ chơi Duolicky Block Emerald. Và nếu như các bạn nào muốn mình chơi cái Duolicky Block gì nữa thì nhớ comment ở phía dưới nhé. Ngoài ra thì bạn nhớ cái lên đăng ký cũng như là kích vào cái chuông để ủng hộ tất cả tụi mình nha, như là Tô Gà, TL, Huy Nấp cũng như là mình nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu video thôi. Và nếu như bạn nào thích mình làm tiếp tục cái video này thì đừng quên là giúp mình đạt 1500 like để mình có động lực nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Gà bấm. Gà sao nhìn ngu quá gà. Ui chết rồi. Ui con gì đấy? Con gì chứ? Ê, anh đập Duolicky Block mà gà bị chết chứ. Cookie là gì? Bánh quy may mắn. Ăn vô cũng có ấy. Chết rồi, cục này không gạt được. Ai da. Ai da. Chết rồi. Ủa sao cục này không gạt được ta? Không gạt được. Ôi thôi. Thôi mà. Đánh chết được chứ. Mê nồi đánh y chết rồi, bị hiểu ngay rồi. Gì có cái con gì á? Ây da. Nãy anh nhớ là hiểu ứng, bị hiểu ứng mà. Thì ra không phải các bạn ơi. Tức là chỉ là hiểu ứng tầm 7 tầm 3. Lừa đảo thôi. Thôi chết tôi rồi. Mình sẽ đi cái đường màu nâu. Có một bộ dụng cụ. Sách nè. Coi nè. Anh có một ngôi nhà luôn nè. Đâu. Hấp dẫn không? Vừa hơi. Hấp dẫn. Ây da, cái đường đua này nó đi hơi khó khăn nè. Tự nhiên vừa đập cái nó ra cái đường ấy luôn rồi, thôi thua rồi. Cái Duolicky Block này nó cũng khá là kinh dị nha các bạn, chứ không phải đơn giản đâu. Block này em thấy cũng kinh dị. Cái gì vậy? Vô lý mày. Ê gà, nhìn mặt tám này gà. Đâu? Mặt trôn. Tao lời sao đi xe vậy? Đúng rồi mà. Biết rồi. Trời ơi, trời nào. Cái con xì lam bắt ma xì lam này kinh, nó bự quá. Nè, mình phải chạy các bạn ơi. Mình phải né thôi. Dạ. Đó. Nhảy qua đi. Con kiếm xanh nhân tạo. Ôi, chết đi. Chạy. No. Đây là gì? No. Chạy lẹ. Cái con tôm là ai vậy? Cái con biết luôn, biết tôm là cái con ấy á. Cái con slam á, con slam bự á. Không biết tại sao tụi nó có luôn. Thôi, ok. Không phải, anh bị cản đường, anh đang đập bên này mà. Anh đang đập bên màu nâu nè. Đúng cả anh Giang. Ui, xém tí mình vứt vàng luôn chứ. Chết, giờ cô. Ôi. Thôi, giết. Giết giùm con Ender Dragon. Thôi, kệ nó đi. Nó ở dưới rồi, nó không thấy mình đâu. Kệ nó đi. Ây da. Ôi, mới thấy gà văng đi thì phải. Gà tele bọt anh nè. Kệ ơi các bạn ơi. Nó hút em lên trời luôn kìa. Hồi quá. Con này láo thiệt chứ. Sao có cái Duolicky Block Doraemon đó vậy? Không phải. Mới đập ơi. Không phải đâu. Doraemon đâu. Phải. Không phải. Chết đùa. Ok các bạn ơi. Mình... Ui. Giờ sao ta? Giờ sao? Chết rồi, giờ sao ra đây? No! Chết rồi, bị hiệu ứng mũ rồi, tên BTL nha. Rõ, ban ngày. Tên BTL gà đi. Rồi, tách qua đây nha. Ông TB, tên BTL, mình tính ẩn ông xuống. No, làm gì có chuyện đó. Có. Anh em với nhau, mình chơi gì lại ta. Ôi,
Ôi, bị hiệu ứng này vẫn vẫn đập lướt kia lắm rồi hả ta? Wow, cool chat luôn. Cái này là gì? Tới lợi, Yeah. Cái gì á? Lớp kia bắt lạ đó. Ôi, nó có tay gì á? Có bên kia nó có tay gì á? Trời ơi, nó sâu mắt, nó tái mắt gì luôn. Ủa no. Sao vậy? Hai con nó bị mắc đầu nhau vậy? Nó bị gì? Nó bị úng gì? Nó có cái tí. Nó có cái... Ôi, giết con đó ơi. Nhắc đầu quá, cái nhạc của nó không? Ô, cái gì? Cái gì? À. Hình như là do anh đập lướt kìm lóc nên TL bị chết rồi vậy. Câu hỏi bạn ơi. Ô sao thời gian không chạy nữa? Phải nói bạn. Không phải tại con nha. Tại sao thời gian không chạy ta? Ủa thời gian ngừng trôi mất rồi. Hình như chúng ta có sức mạnh. Nó nổ qua bên kia luôn. Có thể là nó bị nổ cái cục comment lóc rồi. Nhưng nó nổ mấy cục, nó nổ cái đá đỏ của em luôn. Không sao, không sao, không sao. Chết tôi rồi. Sao đây? Bây giờ chúng ta cứ đập hết đi, sau đó chúng ta sẽ chơi bằng tay cũng được. Sao cả? Chắc mốt yeah. Không, để em điểm cho nó chạy lại cũng được. Chắc mốt mình phải gọi là mình phải lắp cái này bằng hắc diện thạch thôi mà cao. Anh nghĩ là không nên lắp bằng hắc diện thạch mà lắp bằng cái cục barrier. Để đảm bảo là không nổ luôn. Cái này gần quá các bạn ơi, nó nổ cái comment lock là nó sẽ bị đứng lại trò chơi. Ủa cục barrier là nó không nổ luôn hả? Ủa cái gì vậy? Ôi! Chúng mình ở trong cái khu vườn xanh này, nhà kính nè. Nhà gì? Nhà nuôi trồng ấy á, trồng cái gì? Dưa hấu. Thời gian nó tiếp tục rồi, hồi nãy con rồng nó ăn mấy cục kia. Nó ăn thời gian luôn. Ôi. Cái gì á? Nó bắn tôi. Ai bắn hả? Nông bắn đúng không? Tôi. Ta là đang ở trong cái nhà gì vậy? Nhà dây leo không luôn. Ôi, cái nhà này không được, cái nhà này có mấy cái siboner. Đâu. Ôi, vãi chưởng nhà này. Có bánh mì ở trong đây nữa nè. Thế nhờ? Ôi, thuốc quá trời luôn. Có thuốc chỉ làm tiếng lạ lắm nè. Đâu? Tiếng gì? Rồi, hết rồi. Hết tiếng à. Hết tiếng hả? Ôi! No! Kinh dị quá các bạn ơi! Chết rồi, no! Chết rồi, mình bị... Ôi, con gì á? Chết rồi con cá. Oh no. Chết rồi mình chơi ngu rồi. No. Chúng mình gì hử? Thôi con em mới cung em bắn cá đi. Em mới cung em bắn cá đi. Đâu. Nó đâu. Anh biết đâu. Anh biết đâu. Trời anh không biết. Tối quá. Có thể nào? Triệu hồi trời sáng. Ghê. Anh thấy gà, thấy gà chỉnh lợn luôn á. What the hell, sao nó trơn dữ ta? Không anh tin được luôn ấy, chờ quá. Con gát đâu ta, để em đi diệt cái con gát này. Ok các bạn ơi, mình đã TB tới Ủa? Bậy, tô gà. Không phải mình bà. Dùng cái này tí nữa mình BBB nè. BBB là gì? BBB đó. Bùa. Con thỏ sát nhân. Con thỏ sát nhân. Ôi, cái giấy. Thôi. Mày da. Mày cũng không chịu vậy. Mày sẽ chết thôi, mày đi xuống dưới đi. Ôi, bị hướng cái mũ rồi các bạn ơi. Ôi, là Ender đang gần đó. Đâu ra vậy? No. Rồi, mình dưới rồi. Nó đẩy anh tí xuống dưới luôn rồi. Thiệt chứ. Không thể tin được. Giống mình à, mặt trôn giống mình à. Ủa mình mặt trôn vô là mình được cái hiệu ứng gì hay lắm này. Chạy nhanh, một đống hiệu ứng luôn. Đúng nào, trôn lên. Lại té rồi. Tới B. Không được, không kịp rồi các bạn ơi. Mình tới B không kịp luôn nè. Ok. Giật mạch đừng làm vậy chứ, yếu tim bạn. Ok. Để kiếm chiêu dài không bạn? Kiếm mình dài. Đâu, bạn ở đâu vậy? Mình á. Để mình bỏ bớt mấy cái đầu đó. Không cần thiết đi các bạn ơi. Mày bị điên à? Rồi ok. Tối ra bị gì sao vậy? Còn 69 giây nữa nha. Em có nên chịu hồi thằng núp vô không ta? Thôi không, núp nó ngu quá mà núp nó bị núp ngu. Nó đi về nhà ăn tết. Thôi đừng nên chịu hồi núp vô, núp ngu quá. Thằng vô nó quậy, vô nó quậy phá thôi chứ nó không có làm gì đâu. Đừng cái con gì đó. Nó kêu vô bắt công nó quậy banh cái đường lucky block của mình luôn á các bạn ơi. Con zombie to không lồ này nó hiện ha. Mình cực kỳ con đó không có đánh đâu, mình cực kỳ sợ núp luôn. Chỉ biết sao không? Do nó quá ngu rồi, mình sợ nó vừa ngu mà vừa phá nữa. Thiệt luôn á, mình không thể tin được. Chú nguy hiểm. Có mấy nào bạn.
để ngu quá mà mày còn tỏ ra là ngu hẳn nữa. Lại lại bạn tô gà qua đây ăn kem mình, mọi người lại đây ăn kem này. Đâu kem đâu, kem đâu, kem đâu. Tb đâu? Ơ gà lụm hết rồi anh, nhượng kem đâu? Đây nè anh lụm kem hồng nè. Nè nè kem này đó nè. Kem gì? Ô tao là có cái đơn. What the hell, tao là đập nước kem lóc anh chết rồi anh nơi. Quả báo, quả báo. Lụm luôn cái kem. 10 giây, không ai bắn em đâu. 10 giây. Thanh gia mấy bạn ơi, để mình đập Lucky Block. 3 giây. No. Vô. Anh em đã sẵn sàng chưa? Anh em đã sẵn sàng chưa? Từ. Sẵn sàng rồi. Rồi. Ok. Trời kiếm dài đi. À. No. Ông chơi thè. Mạnh quá. Ai được 5 kill trước sẽ thắng. Ai được 5 kill trước sẽ thắng. Vậy hả? Mạnh quá bạn ơi. Wow. Mạnh quá vậy, cái kiếm anh có 5 đam à. 5 đam, 6 đam à. Em còn không có kiếm nữa nè. Ủa cái gì vậy? Em có kiếm mà. À, tao lộn có kiếm mà. Vậy là anh giết gà nha. Một da. À. Chơi. Em không có kiếm nhưng em có cung. Ôi ơi. Anh giết luôn em luôn. Thôi. Combo. Combo. Không được đâu. Combo. Ơ thằng gà đánh được cái răng lên trời. Combo. Ây da, ây da, ui, đau quá. Ui, gà mạnh quá vậy ta. Không có tin được, gà mạnh quá. Ui, cái này không biết được, đó, đó không có nhiều máu hả. Trời, cái cung mạnh quá. Ui, no. Tại kiếm của mày á chứ đâu. Kiếm em hất tung á. Cái kiếm, hay quá. Kiếm Yasuo. Giáp gà yếu lắm, gà quýnh mạnh thôi, giáp yếu xìu à. Không có giáp. Tờ lờ nãy giờ chưa chết rồi, mà cũng chưa giết ai nữa. Giết tao lờ. Ủa tao lờ đâu rồi? Lại quay nữa. No. Oh. Ây da. No. Tao lờ một kill. Tao lờ một kill rồi. No. Ôi cái gì ta. Ta. À anh. Ủa. Sắp win rồi. Sắp win rồi một kill đó. No. Ây da. Một kill. Nghe gà giết được. Nghe gà giết được. Win luôn. Nghe gà giết được. Tao lờ giết con đi. Tao lờ. No. Tao lờ khỏe quá. Cái cung tao lờ khỏe quá. Tao lờ đừng có phân tao. Bây giờ một kill. Ôi, tao là win luôn rồi. Ê, gà win rồi kìa. Gà. No. Trời ơi các bạn ơi, cuối cùng thì gà cũng đã win rồi. Và ngày hôm nay tụi mình đã chơi cái đường đua Lucky Block Emerald. Thì nếu như bạn nào thích cái clip này cũng như là thích tụi mình chơi cái gì tiếp tục nữa thì nhớ comment ở phía dưới. Và đừng quên là đã lại cho tụi mình một like, một share cũng như là một clip đăng ký. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip kế tiếp nha. Bye.